Hello, xin chào các bạn. Hiện tại tôi đang đi tour nhưng mà gặp ngay khu buôn bán vũ khí này. Rất là phổ biến. Hiện tại thì tôi đang đứng tại khu vực Thác Bạc. Và khu này thì bán rất nhiều dao cho du khách muốn mua về làm quà hoặc là trang trí trong nhà. Đây là thanh bảo đao rất là to và dài. Bảo kinh đấy. Khu này thì bán dao này, rồi kiếm, đao. Khu vực bên này thì chuyên bán đồ thổ cẩm, trang sức, vàng bạc. Rất nhiều chiếc đao rất là khủng. Một lát nữa thì sẽ đưa các bạn lên thăm Thác Bạc và khu chuyên nuôi cá hồi nổi tiếng tại đây. Ở khu này thì cũng có rất nhiều các cửa hàng bán đồ thuốc bắc và đồ nướng.